Nam Tàu bắt đầu. Dạ dạ. Tàu không? Dạ. Tất cả mọi người đều đã đi hết rồi. Dạ. Bây dạ. giờ chỉ còn lại của chúng ta. Dạ. Nghe ta hỏi tình hình về con Covid nó như thế nào rồi hả? Dạ, thật ra thì thần cũng không có cái tung tích gì con về con Covid hết. Nhưng mà thôi Ngọc Hoàng ở đây thì để thần chạy đi kêu táo xanh táo đỏ về đây để nghe lệnh Ngọc Hoàng. Được. Dạ dạ đi dạ. Đi. Dạ, tuân lệnh Ngọc Hoàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, bà Táo Hồng không biết chứ thần biết. Sao? Chuyện là Nga ngàn năm với Đại Tiên và ông Thiên Lôi đã tìm ra được tung tích của con Covid-19 rồi. Vậy à? Hiện là mấy người đó đang lần mò theo dấu vết của nó. Ồ, nếu vậy thì tốt quá. Dạ. Rất là tốt. Ơ kìa. Thiên Hậu. Lão Quân. Xin chào. Lão Quân. Thật là hay. Ta mới vừa nhắc thì nàng đã xuất hiện liền rồi. Ngọc Hoàng thiếp đã theo chàng cả ngàn năm rồi. Cho nên là thiếp không hiểu ý chàng thì ai còn hiểu ý chàng nữa. Ôi, tốt quá, rất là tốt hả? Hả? Covid, ngươi chạy đi đâu? Đứng lại. Em chạy trốn, Thiên Lôi đi tìm. Ngon thì đuổi theo ta. Đứng lại. Trời ơi, chết rồi. Con Covid. Các táo cẩn thận. Các ngươi bình tĩnh. Chúng ta hợp lực bắt cho bằng được con Covid này. Đố anh bắt được em đó Ngọc Hoàng. Nó mất tiêu rồi. Bây giờ phải bắt cho bằng được con Covid này, ngăn chặn ngay dịch bệnh này. Dạ, thần đã biết dấu vết nó ở đâu rồi. Ngọc Hoàng cái Thiên Hậu ở yên đó, chúng thần sẽ lo bắt con Covid về. Đi. Nó kìa, cái đám thiên binh thần tướng các ngươi đã bị ta lừa vào trận này rồi. Ai lừa? Ai lừa ai? Ngày hôm nay các chư tiên của chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi đồ. Yeah. Các chư tiên ơi, đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Bên mình ai sẽ là người ra tay trước? Nhà tao. Các ngươi tưởng ta chỉ có một mình à? Kiểu tập khuẩn quay ngàn năm. Trời ơi, nó đẻ đâu mà đẻ như vậy? Mọi người bình tĩnh, hợp sức nhà táo tiến lên. Nó tới 5 người, bên đây có 3 người hả? Bây giờ nhắm làm lợi không? Lợi. Đầu không xui là đuôi có lọt không? Lợi đúng không? Lợi đừng hỏi người khác nữa, đích thân ra đây đi. Một mình ta thì chắc chắn ta làm không lợi. Chính vì vậy, tứ tiên hội tụ. Sao tấn công người ta mà mình té? Cũng có chút sức mạnh đó. Sức mạnh mặt trăng ngàn năm. Lần trước trên thiên đình ngươi đã thương ta một lần rồi. Bây giờ là lúc ta rửa hận. Chán gán. Thì ra năng lực của thiên binh thần tướng chỉ có nhiêu đây thôi à? Chết rồi, bây giờ không còn ai hết. Chư tiên mình là hết người rồi. Ngọc Hoàng đi. Ngọc Hoàng, đi mau ra đây cho ta. Ngọc Hoàng Thiên Hậu nó mạnh quá, chúng thần làm không lại chúng nó. Dạ đúng rồi, ta biết hết.
với sức lực một mình ta cũng như thiên hậu không thể nào chống lại cái con Covid này. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết lại thì mới chống được nó. Nào, các chiến binh can trường của Thiên Đình, có, dạ, có nghe lệnh ta tiêu diệt con Covid. Sức mạnh thiên nhiên chiến đấu, sức mạnh tinh thần nhân dân chiến đấu, sức mạnh vũ trụ chiến đấu, sức mạnh xịt khử khuẩn chiến đấu. Cả khen cho cả thiên đình triệu tập khuẩn quái ngàn phương. Các chiến binh có lưới trời ủ dây. Hay quá. Trời ơi, đổ mọi hộp luôn. Hay quá. Hay quá. Ông Lồn hay quá, ông Lồn. Đã khen cho tất cả các chư tiên. Dạ. Dạ. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Mau theo ta trở lại thiên đình. Tuân lệnh Ngọc Hoàng.